บาทสุดได้ในตอนนี้คันนี้เชื่อมโซ่บาง shortcut key จำนวน12 Windows 10 ได้ช่วยเอาในตอนนี้ฝึกการเรียนรู้ก็ในไปได้เมาส์บอลเนี่ยมีปัญหาหรือก็เมาส์แพดมีปัญหานี่ไอแปลคีย์บอร์ดจำนวนขนมการฝึกการเรียนรู้ก็ไปคลาสการนั้นเนี่ยจะ professional เต็มดอกให้วิจัยการเงินเนี่ยบรรเทาพอได้โอเคแล้ววิจัยตัวมันออกเนี่ย Ok, chúng khi tìm mũi nên ọc này khởi program khẳng trọng tầng ổn này chúng bởi sân bởi khâm trọng bạc program là mũi nó lớn này nhưng mình sọt khát khí đồng bài thư cạp bạc program là mũi các bạn này Ok, nên bởi hai chơi scroll hãy này dương hào thả Windows khí này, dương chọt Windows khí đó bằng vì change start vào chúng Nếu là cái hào thả Start khí Chúng nó lưu khí bon này tổng khí dừng miền Windows khí, ok Chúng tìm mũi cứ dừng chọn bao program, ổ thọ program này Nếu chỉ program tìm mũi chẳng dừng chốt Ok Cứ Windows khí lịch mũi Chúng mới chấp đám bao program mũi này thêm đồng Ok Bởi sân bậc chúng chọn bao program tìm pi cứ Microsoft Word Chúng chấm Windows key chúng chơi lịch bì chúng biết bao cam thì Microsoft Word chẳng person và chúng chơi Windows key lịch bấy ý nên chấp làm thơ cả bao cam thì Microsoft Excel chẳng nên ai follow tam nắng lịch buồn lịch pram lịch mùi lịch bờ lịch bờ lịch buồn lịch đọc bài hữu hai vì chuyên tôi sẽ làm cứ cảm đó mùi đỏ mùi tôi không chọn bao PowerPoint nhé Windows key lịch buồn chẳng là nếu biết chui net all clear คือการเลื่อนตามดอกของการบางโปรแกรมนำมวยอุทธโธถ้าเชื่อมจังบางการทีนี่สนับพิงทูแล้วคิดได้หมดละเล็กปรามเอาเชื่อมเล็กปรามจังเชื่อมบางการทีสนับ tool เชื่อมไอตัวการ screenshot ไอ้บานหัวไฮนั่นโอเค Chẳng nó nâng về chui Chỉ shortcut ở dạng đường tạm đòn Chẳng nghe ai Windows khi lịch mùi lịch bì lịch bày hô hài và tò mò ná Ok Chẳng lấy khi tỉ bí Shortcut khi tỉ bí Cứ dương thơ ca đậm bạc nào Vì hào action center Chẳng nhìn chợt như thế cứ Windows E Chúng biết cho viết trên là Action Center Chúng này ai chụp tab đâm bày thuốc ca Navigate hay nắng Arrow Keys Nhà Blue lăng lưu cho Chrome Fins đâm bày hô hài máu Đâm bày thuốc ca Và to cho mùi vì ấy dần tầng Trong Airplane Mode rồi có thuốc ấy Chúng biết ổn khí ai Pra Hả nặng bàn Chúng chụp Windows A về nó, Windows A bị chỉnh, Windows A bị hư cản lệ. Chính là những hạ thả bạc Action Center. Ok, trong này khi tị bấy, cứ những thưa cả Highlight Notification rồi. Rồi những hạ thả bằng hai nào hidden icon rồi show hidden icon rồi chúng dùng chọn control sorry chọn window B chúng khả năng với chọn này tôi không chọn window B nào khả năng cứ về là highlight tròn nào trong bước nhầm chọn tiếng trong chọn B chúng về highlight chúng xong rồi này tôi không chọn khiển thớ với nó cả bằng hai tạm đòn chúng này tôi không nói tiếng ai Chọn Arrow Trace 5 là lưu cho Chrome Đâm bày thơ cả Chia xây mùi nằm nằm ngay trong tầng Và Wi-Fi Nằm nếu chạy Wi-Fi Đó không nghe trong tầng Hai thơ cả chạy ở trong tầng Ok Chẳng cứ dừng chạy Windows B Ok chẳng lấy khi mùi tiết Và sân mơ này ổ khả niệm program trao bằng hành nâng rưu có bê khá nẹ của bông tè bông lệnh game rưu có bông thu ấy đã bê miên kì màu mơ kì màu chất phê mà chẳng nẹ trong lẹ áo ấy tụng đó cứ nẹ ai chạy Windows D chẳng viết bằng hành gặp trên desktop background chẳng được bê kì tập bát với nẹ chạy Windows D vánh viên học chanh một vành tụng ở tạm đồng. Ok, chúng program giống cứ con tay thưa ca lệ sẵn hay giống cho Windows đi cứ việc chỉnh một vành tụng ở. Giống này khi thì bạn cứ dùng trong thưa ca row file row ai mùi nó không explorer cứ xem màn thấy cứ này chỉnh Windows E. Chúng này trong màn này xin thiết Windows E thiết viên nó vào tiếng nâng ở dương và thảm tiền. Ok, chẳng như bọc tên Explorer cứ Windows E chúng nay hay cái vùng mối cư dương trong thua cả bạn nó setting nó là Windows 10 chẳng dương chơi khi cái cứ Windows ai chẳng nâng về chỗ nó Windows setting chúng nó từ này ai thưa cả sơ rồi có cho tôi cần này là môi đối thọ cần vài lại nét vừa gửi chúng ta này ai chạy mưa cùng mình xem xét như chúng ta. Ok system notification này không em ăn ăn tránh chạy Windows ai hai person burnet này trong connector wireless display đối chiếu monitor đối chiếu TV rồi ảnh dạng rồi có nét miền nào wireless earphone nó máy thưa cả connect rồi cái nhá nét ai chơi control tôi lại tới cứ control K chẳng viên nó thưa cả browser nó wireless display rồi có audio device chính chứ ai thưa cả connect về tập cần việc bàn thì hãy click connect tất cả connect tạm đó nhưng chơi control K vẫn ok vùng tài xới chẳng chăm chả tránh hai person bà nè tổng ọc nè tổng nam một play đây rồi gọi đi nè ở trong thứ cả sạch đầu được ấy thế chẳng nè tổng ọc nè thử lock thứ cả lock screen bọn nè tổng ọc nè bằng đáy chỉ viên nẹp xin dùng xin văn để ọc nẹp ra được cái nhắn chẳng những chơi Windows ở chúng ta nên chơi Windows ở với tranh mọc tiền để chúng ta sân bởi cái trong thư ca login nó về đến cứ kê tao thư ca vì password ở trong tầng chúng bạn ái châu tớ tập bàn chẳng những chơi còn chơi Windows ở làm bài thư ca log screen công tường để tầm tầm đồng. Ok, muốn nâng nè trong thuộc nó bây giờ nè mình khi một bài rưỡi nè trong thuộc cả lễ nè chơi nó Windows đi nó bây giờ tập bán nè chơi Windows đi với viên màu bình tỏa nâng trong phần sân bờ nó lơ nè trong thuộc cả minimize bình mình nè chơi bột tông nè thuộc cả minimize ở một tùi chơi với mình về trình chúng ta trong thưa ca minimize tiếng ồ mình mến té mà đòn mùi chẳng dừng chơi cái gì thứ dừng chơi Windows khí hay năng em ok dừng chơi Windows khí năng em biết năng thưa ca lệ tặng và sân vào này chơi Windows gì mà vẫn cứ biết bằng hàng hay thế chơi Windows em có bằng hàng cứ minimize tặng hàng chẳng lúc ra tên này tặng này chơi nó lỡ viết bàn viết chạp đám thưa cá bạc màu. Ok, khi thì đó cứ và sân bờ nét ọc nè và thưa presentation cứ nét ọc nè tập trẻ tầm đó cứ Windows P là bài thưa ca connect tập căn external device dịp xét projector rồi có LCD rồi có screen monitor mùi tiết đè nè ai thưa ca chùm chẳng nó không nó nè ai thưa ca select duplicate หรือประเภทมีในสมัยมีในทันเราเลย ไอ้ กล่อง computer เนี่ยយ៉ាងម៉េចគឺវាបង្ហាញនៅលើ LCD ឬក៏ អេក្រង់ មួយទៀតគឺដូចគ្នាតែម្ដងហើយចំណែក extend extend មានន័យថាអេក្រង់របស់អ្នកប៉ុណ្ណឹងហើយវាធ្វើការបន្ថែមមួយទៀតប្រៀបធៀបដូចអ្នកទាំងគ្នាមានអេក្រង់ពីរអញ្ចឹងអ្នកអាចទាញ program បង្ហាញខាងនោះឬក៏បង្ហាញខាងនេះបានហើយចំណែក second screen only គឺ monitor ម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នកគឺអត់មានបង្ហាញអីទេ ទាំងខ្មៅខ្មៅទេអត់មានឃើញអីទេគឺវាបង្ហាញតែនៅលើអេក្រង់នេះវាផ្ទុយពីខាងលើ PC screen only អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការជ្រើសបាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងចុច Windows key P ណា Windows P ហើយចំណែក key ទី 11 គឺ ធ្វើការបើក run នៅ dialog box ដែលជាទូទៅគឺត្រូវបានប្រើញឹកញាប់ជាពិសេសខាង IT តែម្ដងឬក៏ខាង network អញ្ចឹងបើក dialog យើងចុច window O អញ្ចឹងនៅនឹងយើងអាចវាយ command ដើម្បីធ្វើការព្យាបើក program ណាមួយដូចជាយើងបើក cmd អញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកនៅ command prompt ឬក៏យើងចុច window O យើងធ្វើការបើកអីគេ Word យើងវាមានWord អីចឹងមក Word នៅក្នុងខ្ញុំបើកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការបិទវា Excel អញ្ចឹងទៅឬក៏ PowerPoint ឥឡូវខ្ញុំចុច Windows O យើងវាពាក្យថា WinWord ហើយខ្ញុំ OK មកយើងធ្វើការបើក Word តែម្ដង person bây giờ chúng tôi các bác sáng những cái Excel Enter món biến tôi các bác sáng person mình trong tôi các bác PowerPoint những cái việc PowerPoint nó hậu khẩu chẳng riêng mình thấy cứ Power PNT làm bài tôi các bác PowerPoint Power PNT chúng nó đến cái tôi các bác PowerPoint tạm lòng chẳng là chỉ những ai តាមជាគេហៅថា run dialog អាចបើកមាន command បើក program មួយចំនួនផងដែរហើយ key ទី 12 គឺចុងក្រោយគេតែមានចុងក្រោយនេះខ្ញុំនឹងមាន bonus key បន្ថែមទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអូខេ key ទី 12 គឺយើងធ្វើការបើកនៅ task view គឺយើងចុច Windows Tab អញ្ចឹងកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Windows Tab វាបង្ហាញនៅ program ទាំងអស់ដែលបានបើកនៅនឹងអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការ switch ពី program មួយ ទៅ program មួយ ឧទាហរណ៍អ្នកចង់ចូលទៅកាន់អី Excel អញ្ចឹងយើងselectមកគឺ Excel វា focus នៅលើគេតែម្ដងចុច Windows T ទៀតមកខ្ញុំចង់ទៅកាន់អីទៅកាន់ Word អញ្ចឹង Word បង្ហាញធំមកនៅលើគេតែម្ដងខ្ញុំចង់ទៅ command prompt ខ្ញុំselect command prompt មកជិះទៅពេលនោះវាបើកនៅ command prompt នៅលើគេតែម្ដងខ្ញុំចុច window tab អូខេឥឡូវយើងអត់ទាន់ចប់ទេខ្ញុំមានបំណងបន្ថែមផងដែរបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការបិទនៅ program ហ្នឹងអត់ប្រើម៉ៅទេ ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច Alt F4 Alt keyboard នៅលើ keyboard ហើយនឹង F4 F4 ដែលយើងថា F4 F4 គឺ F4 ហ្នឹងអញ្ចឹងវាបិទ Word ហើយខ្ញុំបិទបន្តទៀតហើយបើសិនបើមានទាមទារមានធ្វើការ save អ្នកអាចធ្វើការ save ទៅវានឹងធ្វើការបិទតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច Alt F4 ដើម្បីបិទហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទ program មកហើយ យើងចុច Alt F4 បន្តទៀតវាសួរយើងចង់ធ្វើការបិទឬក៏ restart អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានទៅពេលហ្នឹងអូខេបន្តសាត់ដល់អ្នក click enter មកវានឹងសាត់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចុច escape key ដើម្បីចាក់ចេញវិញដើម្បីចាក់ចេញវា escape key អូខេមកមួយទៀតគឺប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ switch keyboard ឧទាហរណ៍ ខ្មែរ Unicode ឬក៏មាន keyboard ផ្សេងៗទៀតដូច Jepon Google keyboard barang keyboard chân được cái chứ, này tất cả suy về bàn đấy, nó càng còng nít, thế sao nó nít xem mình tập pì đấy chứ, nó phải để xem chơi mà đóng viên tất cả suy, chẳng chỉ tu tao này tao này chơi alsif, mày cả suy, chẳng xem chơi alsif với tất cả đồ, xem chơi alsif với tất cả đồ, chẳng alsif với đồ đó mùi suy pì mùi tầm mùi suy pì mùi tầm mùi, thế nó không nít cái này ai tất cả đồ đồ việc chung một khi xem hàng lẽ cứ dùng chạy Windows Space chẳng chẳng cả là này chạy Windows Space và sân vở nếp viên nắng bằng hai tầng ở chẳng này ai cả chạy Windows ở chỗ khi Windows kia chỗ bánh này chạy Space nó nôm tao khi và to bàn tạm đòn và sân vở này chạy ảo xếp việc đồ nó nắng tạm đòn tề đồ to khi nào thế và dùng chơi Windows Space hay dùng chẳng cho Chrome dùng chơi Space thì mới dùng chơi khi Windows ở trước hay dùng chơi Space to mất cái bên nôm to bên này thưa cả chữ về hết này cả đọc khi chỉnh tấm viên lắm thưa cả select vô khi mình tạm lòng bạnสังคมท่านเน็ตออกนี้บานเรียนเอาไว้ทำไมวิดีโอมือนี้ให้แล้วสันบานเน็ตออกนี้มันตอนบาน subscribe สมจุดการ subscribe ทำไมจะตัวบานวิดีโอทำไมปีเรียนกลมตัววันเพื่อสันบานเน็ตออกนี้จังมือวิดีโอแถมช่างบานเพื่อการดำมันโจนเราเพลย์ได้โดยเฉพาะกลมเธอที่มันตริกมือจำนวนการที่ Microsoft Word Microsoft Excel ให้หนึ่ง Microsoft PowerPointให้ประชาชนบ้านในต่างออกนี้ก็ทำวิดีโอเรียนไปย้อนชมช่วยทุกการเชื่อมต่อพอบาทเอาคนจาน